Xin chào mọi người, tôi rất vui được thấy các bạn trở lại với kênh của tôi. Vài giờ trước, tập 59 mới của CKB Toilet đã được phát hành, đánh dấu sự hoàn thành của mùa thứ 19. Và trong video này, chúng ta sẽ phân tích tập này một cách chi tiết. Chúng ta sẽ cùng nhau nói về các loại bồn cầu CKB mới, diện mạo mới của điệp viên bí mật, sự trở lại của các điệp viên CP Command và những gì sẽ xảy ra trong mùa thứ 20 tiếp theo ấy. Vậy nên hãy bấm like đăng ký kênh ngay lúc này để tiếp thêm động lực cho tôi nhé. Tập phim bắt đầu với cảnh quay máy quay chạy đến gần bồn cầu CKBD và cứu đồng đội của mình là điệp viên Kammerman người ở bên phải. Chúng ta có thể thấy một điệp viên Kammerman lớn đang chiến đấu với một bồn cầu lớn và có vẻ như điệp viên máy quay đó đang thắng. Ở bên trái, gần chiếc xe, chúng ta có thể thấy một điệp viên bí mật ở. Trong tập này, anh ta xuất hiện mà không có ánh sáng màu xanh lá cây. Tôi nghĩ rằng tác giả đặc biệt không thêm ánh sáng màu xanh lá cây vì nếu có, chúng ta có thể phát hiện ra bí mật về sự di chuyển nhanh của anh ta. Anh ta cũng chỉ đứng đó và theo dõi những gì đang diễn ra. Tôi tự hỏi tại sao các điệp viên không nhận ra anh ta. Bạn có thể viết gợi ý của bạn trong phần bình luận đó. Tiếp theo, chúng ta thấy người điều khiển nhảy lên bồn cầu, xả nước và cứu người đồng đội của mình. Và chưa đầy một giây sau đó, chúng ta nghe thấy một vụ nổ mạnh ở. Và chúng ta thấy một loại bồn cầu lớn hoàn toàn mới . Nó có kích thước tương tự như một tà tân, được trang bị các tên lửa phóng, một mũ bảo hộ, một bộ giáp katabilu, hai tia laser mạnh mẽ và hai bàn chân cơ học sắc nhọn. Bàn chân sắc nhọn này rất giống với những bàn chân của CKBD biến dạng trong tập cuối cùng số 58. Và nhân tiện, bạn có chú ý thấy cách anh ta xuất hiện không? Vâng, tôi đã thấy về vụ nổ lớn và sau đó họ đã cho chúng ta xem, nhưng có vẻ như anh ta đã di chuyển bằng cách sử dụng một cổng vũ trụ. Điều này tương tự như cách con CKBD hóa chất xuất hiện. Bạn nghĩ thế nào về điều này? Hãy cho tôi biết trong bình luận nhé. Liệu các bồn cầu CKBD có sử dụng việc dịch chuyển tới những không gian khác nhau như TV Man đã sử dụng không? Hơn nữa, con tà tân này đi kèm với hai chiếc trực thăng CKBD Bayer, chúng được trang bị tên lửa phóng và tia laser. Sau đó lại có một vụ nổ khác và một trong những chiếc trực thăng CKBD bay phát nổ . Nhanh chóng chiếc trực thăng CKBD thứ hai cũng rơi xuống. Con tà tân nhìn lên bầu trời và chúng ta thấy hai anh chàng tà tân yêu thích của chúng ta lao từ bầu trời xuống . Đó là chính là tà tân Kammerman và tà tân CP Kerman. Tà tân CP Kerman lao tới với một cú lộn nhào đẹp mắt, đánh bay chiếc mũ bảo hộ của con CKBD và đánh bay một bên vũ khí mạnh mẽ của hắn. Sau đó, anh ta nhét khẩu pháo khổng lồ của mình vào miệng và bắn . Với cú bắn này, anh ta làm tê liệt đối thủ. Tiếp theo, máy quay quay một chút và chúng ta thấy một chiếc bồn cầu CKBD bay được trang bị giáp bảo vệ và đôi mắt đỏ bay từ phía sau Tatan CP Kerman. Tatan CP Kerman chuyển sang đối thủ này, anh ta nhanh chóng lao tới nó và tạo ra một vụ nổ nhỏ trên không, một cú lao rất mạnh. Sau đó, chúng ta thấy Tatan Kammerman dùng tất cả số vũ khí còn lại của Tatan CKBD nhét hết vào miệng và đá anh ta ra xa bằng chân và anh ta nổ tung. Cùng lúc đó chúng ta cũng thấy tà tân CP Kerman bay trên một chiếc bồn cầu không có đầu. Có lẽ cũng đã hiểu kết quả của con CKBD kia, anh ta đã thành công trong việc đánh bại nó và bay lại cạnh tà tân Kammerman. Tà tân Kammerman thể hiện sự vui mừng của mình với tà tân CP Kerman, vì thế tà tân CP Kerman trở lại chính mình . Và họ đã cùng nhau kết hợp chiến đấu quét sạch kẻ thù trong thoáng chốc. Tiếp theo, tà tân CP Kerman quay mặt và người quay phim cũng quay theo. Chúng ta thấy các điệp viên của CP Kerman dưới nền nhạc im dịu và hòa bình nhỏ. Hóa ra họ đã tồn tại suốt thời gian qua, nhưng họ đã ẩn náu sau khi mất đi Tatan CP Kerman. Ngoài ra, trên mái nhà, chúng ta có thể thấy một người CP Kerman đang nhảy múa điệu nghệ huyền thoại của anh ta. Thứ mà họ thường nhảy khi chiến thắng . Và chúng ta lại thấy sự trở lại của các điệp viên của CP Kerman . Các điệp viên máy quay thể hiện sự thích thú huyền thoại của họ và các CP Kerman nhảy múa một điệu nhạc chiến thắng. Sau đó, chúng ta quay lại với hai Tatan. Tatan CP Kerman thu trạng thái chiến đấu và Tatan Kammerman đưa tay của mình ra và cuộc bắt Takio hai Tatan huyền thoại diễn ra. Ngoài ra, phía sau các Tatan, chúng ta có thể thấy những chiếc trực thăng của máy quay mà tôi nghĩ đã đến để đón các điệp viên bị hỏng . Dự kiến tiếp theo sẽ là sự trở lại của phe liên minh Kammerman và CP Kerman vô cùng mạnh mẽ . Và đây là điểm dừng cuộc tập 59 của CKBD Toilet, hoàn toàn kết thúc mùa thứ 19 của loạt phim. Và bạn biết đấy, tôi rất thích tập này . Nó dường như rất chân thành và dễ chịu với tôi . Và khoảnh khắc khi các điệp viên của CP Kerman trở lại và cú bắt tay huyền thoại của Hattatan . Mọi người ơi, hãy cùng nhau bấm like cho video này để chúng ta chào đón sự trở lại của các điệp viên CP Kerman . Chúng ta đã nhớ họ rất nhiều . Và cuối cùng bây giờ họ đã quay trở lại. Nhưng tập này cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi. Ví dụ, các điệp viên của TV Man đang ở đâu? Sự vắng mặt của TV Woman có thể được xác nhận bằng việc cô ấy cùng với người quay phim là nhà khoa học sửa chữa và nâng cấp cái PC tân của Perlang Amon bị hỏng nặng trong tập 57. Nhưng điệp viên của TV Man thì đâu? Họ đang làm gì? Và tại sao họ không giúp đỡ các điệp viên máy quay? Chúng ta cũng đã suy đoán rằng trong tập 59 chúng ta sẽ thấy các điệp viên của TV Man. Nhưng điều này không xảy ra. Điều này có nghĩa là không có mẫu hình cố định trong loạt phim cho các tập thứ 9. Có vẻ như những tập 39 và 49 trước đó chỉ là sự trùng hợp, không phải ý tưởng xác định . Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về những gì có thể xảy ra trong các tập tiếp theo của CKBD Toilet.
Sau khi những người bạn cũ, các điệp viên Kammerman và CP Kerman đã tái hợp, tạ tân CP Kerman đã được chữa trị, chúng ta có thể mong đợi điều gì? Mùa tiếp theo sẽ bao gồm các tập 60,61 và 62. Sau tất cả, nếu nhà khoa học CKB đi to lất tạo ra những tạ tân như vậy từ những chiếc bồn cầu thông thường, hãy tưởng tượng xem anh ta sẽ làm gì với tạ tân ghi to lất ơi. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được sức mạnh ghi to lất sẽ đạt được sau khi nâng cấp. Và có đáng chờ đợi sự trở lại của tạ tân TV Man không? Tôi sẽ kể cho bạn về điều này trong một video riêng biệt và ngày mai cũng sẽ có một video về phân tích toàn bộ mùa 19 ấy. Vậy nên hãy đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất của tôi nhé. Và đây là kết thúc phân tích của tôi. Vâng, nó khá ngắn gọn và có lẽ thiếu sót những chi tiết mà tôi chưa để ý hết đấy. Nếu các bạn có những phát hiện mới hoặc những đóng góp để video của tôi đa quốc hay và đúng hơn hay nêu ra ở phần bình luận ấy, tôi sẽ trả lời hết tất cả các bình luận của các bạn nhé.